Đây là một ca ghép tim đi vào lịch sử, bởi quả tim được sử dụng không phải là tim người mà là tim lợn, được biến đổi gen. Quả tim được lắp vào lồng ngực của David Burnett, năm 7 tuổi ở Hoa Kỳ. Do thiếu người hiến tạng, chấp nhận thử nghiệm ghép tim lợn là lựa chọn cuối cùng để sống tiếp của ông. Họ nói rằng bố tôi chỉ còn sống được chưa đầy 6 tháng nữa, và dẫu sao đây cũng là thử nghiệm đầu tiên. Ông ấy có lẽ không sống được nữa, hoặc chỉ kéo dài thêm được một thời gian. Bố tôi đã phải nằm trên giường chờ tử thần. Tôi muốn nói là bệnh tình của bố tôi ngày càng tồi tệ, và các bác sĩ đã làm mọi thứ để giữ lại mạng sống của ông ấy. Ca phẫu thuật được thực hiện trong vòng 8 tiếng bởi đội ngũ bác sĩ thuộc Đại học Y khoa Maryland của Hoa Kỳ. Chúng tôi chưa từng thực hiện ca phẫu thuật nào trên con người như vậy. Tôi tin rằng chúng tôi đã đưa cho ông ấy một lựa chọn tốt hơn là những điều trị hiện tại của ông ấy. Hiện thời ông ấy đã tỉnh và đang hồi phục. Ông ấy đã nói chuyện được với y tá và chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ tiếp tục duy trì tình trạng tích cực này. Đây là ca ghép tim lợn đầu tiên vào cơ thể người mà không bị thải trừ, tức là cơ thể người nhận tạng từ chối nhận và phá hủy tạng được ghép. Do trước khi cấy ghép, các bác sĩ đã sửa gen của lợn hiến tim. Vẫn còn quá sớm để nói rằng phẫu thuật thành công, nhưng điều này đưa ra hy vọng về việc sử dụng tạng động vật để cứu người, giải quyết tình trạng thiếu tạng. Riêng tại Mỹ, hiện có hơn 100.000 người Mỹ vẫn đang chờ được ghép tạng. 6.000 bệnh nhân tử vong mỗi năm vì không có tạng để ghép.